câu sâu của cao thủ anh em FC và Internet FP. Như vậy lần một của Crossfire cũng đã được bắt đầu. Ở trong trận đấu này thì cao thủ anh em FC vẫn thi đấu với trang phục quen thuộc, đó là sắc vàng và cầu vàng trắng. Thì lúc này họ sẽ chân giữ cái hành ở bên phía cánh trái trước cầu của mình vậy. Trong khi đó thì cao thủ Internet FP sẽ thi đấu với trang phục sắc vàng, cầu vàng xanh đẹp, quần đẹp, quần xanh đẹp và cầu giữ cái hành ở bên phía cánh phải. Nhưng sau đó thì cú sút điểm bồi đã khiến cho thủ thành bài gà khá khó khăn. Cặp bóng của đội chủ nhà Hồ Giá. Lần này thì bóng vừa sang ngang của đội nhà thì đưa thành cho đội bóng bắt được trận đấu này. Thầy Tuấn. Của anh em vừa rồi đã hơi bị hút sang bên phía cánh trái và dành cho một khoảng trống rất lớn một cầu thủ bên phía Internet Hoài Phương bạc vào, tuy nhiên lại không dứt điểm chính xác cho cầu lan sao của bạn của chúng ta, bóng không vượt qua được hàng rào, rất nguy hiểm, một pha bóng mà có chút khó khăn cho thủ thành bên phía FC. Chuyền lùi đã tạo được yếu tố bất ngờ và đặc biệt là tình huống đá phạt của cầu thủ Internet Hoài Phương. Minh Thọc cũng đã dứt điểm, có vẻ như chủ động về đưa bóng bật vào hàng rào. Sau khi đến vị trí của đội chủ nhà và đánh đầu tiên, tỷ số là sút cản của cầu thủ Thành. Bàn bàn sút cản số của cầu thủ Internet Hoài Phương vào phút thứ 34. Của anh em FC đã
8 que hay. Chantal. Cảnh sát cú dứt điểm đầu tiên của hiệp đấu thứ hai. Thank you.
Trực tiếp vào fanpage và gặp anh Nhiên sẽ trao tặng quà cho các bạn. Còn quý vị khán giả tạm biệt đến đây, chúng tôi xin phải nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở trận đấu sau. Cảm ơn quý vị khán giả luôn quan tâm theo dõi.